quay trở lại với kênh Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu và mình là Trần Huỳnh. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Khổng Lào Phong Thổ. Các bạn ạ, hiện tại thì mình đang có mặt tại vị trí của nhà hàng Tùng Hằng các bạn nhé. Là một trong những địa điểm sắp tới là sẽ diễn ra những cái sự kiện chính của lễ hội Thanh Kim Bang, lễ hội té nước lớn nhất Việt Nam ấy. Thì ở khu vực nhà hàng thì sẽ diễn ra những cái phần thi như là phần thi ẩm thực này, rồi là phần thi té nước cũng như là phần thi gội đầu. Thì tối ngày hôm nay xuống đây thì ông bà chủ cũng mời anh em tới trải nghiệm ẩm thực. Thì một chút nữa thì mình sẽ giới thiệu các bạn về đồ ăn cũng như là không gian của quán để cho bạn xem nhé. Thì như bây giờ thì mọi người có thể xem không gian của quán này. Bây giờ thì hiện tại thì hai vợ chồng cũng đang gọi là gấp rút chuẩn bị những cái công đoạn cuối cùng để mà làm sao đón được du khách đến một cách gọi là thuận tiện nhất. Ở đây thì có thêm một cái không gian của nhà sàn cũng đang được dựng, khu vực ăn uống của khách cũng như là khu vực bên này thì cũng đang được gọi là chuẩn bị. Thì một xíu nữa thôi thì mình sẽ review đồ ăn cho mọi người xem. Còn hành trình hôm nay như nào thì một chút nữa các bạn sẽ biết các bạn nhé. Tối ngày hôm nay thì ông chủ nhà hàng Tùng Hằng tiếp chúng tôi nhiều món quá anh em ạ. Giới thiệu các bạn là bên cánh tay phải tôi đây là anh Tùng, là chủ nhà hàng Tùng Hằng. Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay thì đặc biệt là có thêm sự hiện diện của anh Cư, đạo diễn, người viết nhạc, biên kịch Minh Cư, một trong những người anh chuyên sáng tác những ca khúc về Lai Châu và về Tây Bắc. Thì giới thiệu các bạn là sắp tới lễ hội Thanh Kim Bang thì nhà hàng Tùng Hằng là ở ngay phía dưới chân cầu nhà Then thì sẽ là nơi gọi là diễn ra phần thi ẩm thực, phần thi té nước và là nơi gọi là diễn ra những cái sự kiện chính trong thời gian lễ hội Thanh Kim Bang sắp tới. Cái là canh gì vậy? Đây là canh quả sổ nấu với cá. Thì quả sổ cũng là một món rất đặc sắc của người đồng bào trên này, và khi thực khách về trên này là ai cũng thắc mắc đây là quả gì, canh gì mà nó lại ngọt thế và lại có vị chua như chua và ngọt, rất là dịu, rất là nó khác biệt so với những món canh chua khác. Kèm theo đó là mình cũng mời các anh em làm một cái món pha một chút là hiện đại một chút, là món dê nhúng mẻ. Đấy. Thì trên mình cũng có một vài món đặc sắc về vùng xuôi, món ăn hiện đại. Đấy. Thế là như nhà hàng mình bây giờ là cũng phục vụ cả đồ dân tộc cũng như là đồ ăn hiện đại đúng không ạ? Đúng rồi, mình là có vợ mình là người Thái gốc ở trên này, nên là vợ mình sẽ phục vụ được những cái món dân tộc Thái gốc ở trên này, đặc sản của người Thái. Còn mình là người Kinh nên là mình cũng sẽ có những cái món ăn về nghiêng về hiện đại, là hai vợ chồng cùng kết hợp với nhau để tạo thành nhiều món đa dạng cho thực khách đến, và mình có thể phục vụ được nhiều cái sở thích của khách. Khách có thể thích món hiện đại là mình sẽ làm món hiện đại, khách thích món đặc sản của vùng biển là vợ mình sẽ làm được. Đó là một số chia sẻ của mình. Còn món của người Thái trên này còn rất là nhiều, nhưng mà trong một bữa thì không thể nào mà bày hết ra được, mà làm hết được một trong thời gian tới là các bạn cứ đến với Khổng Lào, đến với lễ hội Thanh Kim Bang và đến với nhà hàng Tùng Hằng thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho các bạn, cũng như là để các bạn là đồ dân tộc có và đồ hiện đại anh có. Thế như anh Cư hôm nay đánh giá mâm cơm này như thế nào nhỉ? Xin chào lượng người theo dõi kênh Vẻ Đẹp Du Lịch của Lai Châu. Nhất là cá nhân tôi thì cũng đã từng ăn rất là nhiều nơi ở Lai Châu. Thì thứ nhất là phải khẳng định là Lai Châu có rất nhiều cái ẩm thực gọi là đặc sắc. Và thực ra là chúng ta ở rất là nhiều nơi chúng ta có thể là không bao giờ sẽ được ăn những cái món nó độc đáo như ở miền Lai Châu. Và trong đó, trong Lai Châu thì phải kể đến ẩm thực của người Thái, là một cái dân tộc mà nấu có nghệ thuật nấu ăn giỏi, có thể nói là tôi không dám đánh giá là so sánh bậc nhất hay là như nào cả, nhưng mà đó là thực sự là một kho tàng ẩm thực lớn. Đấy, nói thì tôi đã nuốt nước miếng rồi. Thế thì như hôm nay tôi thấy thì có món sâu tre thì là ở trên rừng, và lại có sâu ở dưới suối nước. Đấy, sâu đá ở dưới suối nước, là tất cả những nguyên liệu là rất là sạch sẽ, từ rừng, từ suối, từ như là măng này, rồi là nước chấm từ quả mắc có này. Đó. Rất là hấp dẫn. Thế ngoài ra thì đây lại là cái địa điểm và nhà hàng có một không gian rất là đẹp, nó gắn liền với không gian văn hóa của đồng bào người Thái.
và tôi là người nghệ sĩ thì rất là thích yêu những cái không gian văn hóa của đồng bào, và được ăn những món ngon tại cái không gian đẹp. Và sắp tới lại có một cái dịp lễ hội rất lớn diễn ra tại chính nơi tôi đang ngồi đây, đó là lễ Kim Tăng Then, và trong đó cũng trải nghiệm cái hoạt động té nước lớn nhất của Việt Nam. Chưa có nơi nào mà té nước mà lớn như ở nơi tôi đang ngồi đây. Và hơn nữa là ngoài ra thì được trải nghiệm cùng với lại những người con là đồng bào người Thái ở địa phương như em Điệp, Điệp cũng rất là vui, rất là tự hào. Nói thì nó cũng nói nhiều rồi, bây giờ là cũng rất là thèm đấy. Anh em mình nói là nuốt nước miếng nhiều quá rồi. Đấy, quả nha, bây giờ thì không để bạn chờ lâu thì chúng tớ cũng xin mời các bạn thôi. Một trong những đặc sản mà không thể thiếu trong nét văn hóa ẩm thực đó chính là nước nói các bạn ạ. Thì đến với Lai Châu thì các bạn cũng đừng quên trải nghiệm cái loại này các bạn nhé. Loại nước nói, thần thánh. Thôi anh nhỉ, trước mắt thì cảm ơn ông chủ Tùng. Tiếp đón anh em, cảm ơn anh Cười, anh ạ, em Điệp nhá. Xin mời các bạn nha. Chúc khỏe nha. Em mời cả nhà nha. Còn bạn, khỏe bạn. Một món mà anh phải dùng đầu tiên. Chúc khỏe anh. Đó, cái món này là mình nên dùng đầu tiên này. Món đầu tiên anh thích nhất thì anh... Chúc khỏe. Anh chờ đợi mà lên thế này, một món anh chờ đợi nhất ấy. Là món này. Sâu lá. Đây. Đây, anh ăn thử cái đầu tiên cho anh cho mọi người cảm nhận nào. Đây là một món mà mình chờ đợi nhất đến với nhà hàng này. Có thể mỗi người một sở thích, nhưng mà đối với tôi là tôi thích món này nhất. Và tôi đã từng trải nghiệm bắt cái con sâu này rồi. Phải lần những cái viên đá dưới nước rất là to. Nó nằm dưới viên đá là rất là khó khăn mới bắt được một con như thế này. Đấy. Nhìn thì có tưởng là nó giống con sâu, nhưng mà nó rất là ngon. Rất tuyệt vời. Đấy, hương vị nào anh? Nói chung là nó là có một cái đặc trưng, nó khó nói lắm. Nó vừa có vị ngọt của cá, nó lại vừa có cái vị kiểu đậm đà của một cái sâu. Xong là nó hòa quyện với lại cái mùi thơm của lá chanh, rất là ngon. Xong vậy nó lại có thêm vị bùi, nói chung là phải ăn mới có thể diễn tả hết được cái độ ngon của nó. Như là mình cái ngôn từ để tả độ ngon của món ăn này là rất là khó. Đấy các bạn ơi, sau một thời gian gọi là phục vụ khách hàng dưới, nghe quán cũng đông khách mọi người ạ. Thì bây giờ gặp được bà chủ. Thì tôi xin phép đón bà chủ cùng với lại cô gái ăn ướt giỏi nhất xứ Khổng Lào nhỉ. Đấy các bạn ạ, đây là Thụy Miên các bạn nhá. Cũng là một trong những người con ở quê hương Khổng Lào. Nào, đi nào, mâm mình đón luôn. Nha. Sức khỏe bà chủ nhá. Sức khỏe bà chủ. Bà chủ ăn uống rất nhiều và để bà chủ tên là Hằng mọi người nhá. Thúy Hằng. Mọi người cứ lên Facebook mọi người gõ ra. Đây, có bà chủ rất nhiều. Thúy Hằng. Đây. À. Em Thúy Hằng. Thúy Hằng đang nổi. Đang nổi. Tính cách thì chẳng giống. Những người là tên Hằng rất là nổi anh ạ. Đây các bạn. Đây. Đây là chấm với tương rồi đúng không nhỉ? Bạn cho tới mượn bát tương. Đây tương bần đây. Đây các bạn nhé. Đây, xin mọi người này. Thơm lắm các bạn ơi. Mình cũng làm này lên dê xem. Ui, ngọt hơi không ạ? Thịt dê núi đấy. Ở trên này mới là chuẩn là dê núi. Mắm chua chua này. Uống rượu thì bao giờ mới say đây. Các bạn cứ yên tâm đi, đến đây toàn đồ ăn ngon rồi. Chưa kể là đây nhiều gái đẹp lắm. Toàn các cô gái người Thái như Điệp này. Chưa chồng, nước da rất trắng đấy. Cao và dáng này mình. Như này nước da rất trắng. Hỏi tại sao là mình là người kinh ở dưới xuôi mà mình lên đây mình đam mê ở trên này mình không thể về nổi. Đấy là một phần là ẩm thực, nhưng mà một phần lớn cũng là vì những cô gái trên này rất là dịu dàng, rất là xinh tươi và rất là chiều chồng đấy ạ. Đấy, vừa rồi là mình vừa chuẩn bị xong cái món gà hấp sen, gà bản ở trên mình.
Món gà đĩa tuy nhỏ thôi vì con gà rất là nhỏ nhưng mà gà bản gà di ăn rất là ngon. Hấp dẫn lắm rồi đấy. Gà như gà rừng ấy, ở trên này là gà chỉ trèo trên gà cây ngủ thôi, tối trèo bay lên cây rất là khó bắt. Nên mình vừa mới bắt được xong là chế biến món này sau cùng đây vì là bắt hơi khó. Hấp với vị sen, thơm có nhờ. Mùi thơm của sen và sự bổ dưỡng của hạt sen, tâm sen. Nên là món này anh em ăn là uống rượu không say đâu. Anh em mình hôm nay là hết đêm nhá. Xuống dưới bản cho bà con nên là cứ thế mọi người ạ. Được bà con ưu ái. Mà thơm thật không ạ? Tôi thấy hấp mùi dẫn. Mùi rất là hấp dẫn. Quá ạ. Ăn xong rồi. Đồ ăn ngon quá. Vâng. Từ đây cho toàn các cô gái này. Thì là uống nốt chén rượu này là tớ cũng xin phép là xin chào các bạn. Thì anh em thỉnh thoảng là chứ là đồ ăn mà qua mình không cưỡng được mình. Các bạn nhá. Nếu như mà các bạn có dịp xuống dưới tổng Lào, cùng huyện Phong Thổ và tới tới là tổ chức là lễ hội Thanh Ki Bang thì các bạn có thể ghé qua nhà hàng Công Hằng ở ngay chân cầu Sập. Và khu vực cũng diễn ra các lễ như là lễ ẩm thực, lễ hội đây, lễ té nước rồi là hội đầu các thứ. Thì mình rất là mong các bạn sẽ ủng hộ ông bà chủ nhà hàng Công Hằng là gắn liền với lễ hội Thanh Ki Bang. Bây giờ thì anh em mình uống xong chén này khả năng là mình rô cái nhá. Anh nhá. À, mình ấy đúng không? Chị em thì ngửa nhá. Đó, ngửa đi. Nào. 2 3 rô.